ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt long lanh. Chào em, mừng em đến với Tự Tình Lúc Không Giờ. Khi người ta đã quá quen với việc một mình, đôi khi cô đơn cũng chẳng còn là cảm giác nữa. Hôm nay là trước thềm năm mới, còn mấy ngày nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với năm 2023. Tạm biệt một cái năm rất là nhiều năng lượng, 2022 quá trời, số 2. Thì chị Mèo là biểu tượng của một cái không phải là giờ không dám nói con vật luôn á, tại vì giống như chủ mèo. Mình không chủ mình là sen, giới thiệu chủ đâu dám nói là con vật đâu. Em là con sen hả? Đúng, em là con sen. Con sen boss. Thường leo lên đầu của boss ngồi không à? Đầu boss là mèo đó. Trời ơi, nhớ rồi. Dạ, thế thì hôm nay boss tới đây, boss có lời chúc gì cho mọi người trước thềm năm mới không nè? Một năm khá là tương đối vất vả đã trôi qua. Mèo nghĩ là cái điều chúc cho mọi người là chắc là chúc cho mọi người sẽ những cái ước mơ và những dự định mà lỡ mà năm rồi mình chưa làm được thì năm nay mình sẽ nhất định mình sẽ làm được. Và điều đặc biệt hơn đó là chúng ta sẽ có nhiều cái năng lượng tích cực trong con người của mình, để mà có khó khăn gì chăng nữa, mình có lỡ yếu chút xíu mình cũng mạnh mẽ đứng lên và đi tiếp. Dạ. Em thì em dựa trên cảm hứng trên cái áo của chị mà em sẽ chúc mọi người luôn á, là nếu như mọi người muốn ăn trái cây thì hãy trồng một cái cây. Nếu như mọi người cảm thấy nắng quá thì hãy trồng một cái cây. Thấy lục nhiều quá mình cũng hãy trồng một cái cây. Mỗi người cùng trồng một cái cây trong năm nay, để chúng ta phủ thêm nhiều màu xanh, để ý tới môi trường nhiều hơn, sống cùng với thiên nhiên nhiều hơn, để chúng ta có giữ được một cái dòng máu đỏ tươi và những cái nhiệt huyết của mình với sự chữa lành từ bên trong, giống như màu áo chị Mèo đang mặc. Nên bây giờ hôm nay mình sẽ bắt đầu lá thư này. Không biết là có liên quan đến câu chuyện của mèo hay là thiên nhiên gì hay không, nhưng với sự rực rỡ ngày hôm nay em tin là bạn sẽ có nhiều sự an ủi lắm nè. Xin chào chương trình Tự Tình Lúc Không Giờ. Tôi năm nay 33 tuổi. Là tầm tuổi của em. Đúng không? Tầm tuổi tao đã từng. Em năm nay nếu mà tính luôn tuổi tay mới là em 35 đó. Vậy thì là phải, không phải tầm tuổi em đâu. Chứ sao? Tầm tuổi mình đã từng. Mình đã từng, rồi. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn tự ti về ngoại hình của mình. Có thể nói tất cả những người con gái sợ đều hội tụ hết lên người của tôi. 15 tuổi tóc đã bạc trắng gần hết mái đầu, da thì không mịn màng như người ta, răng không đều không đẹp, thân hình không thon, vừa lùn vừa mập. Hoàn cảnh gia đình không khá giả để có thể lo cho sắc đẹp. Với ngoại hình như thế tôi chỉ dám yêu đơn phương người khác, chứ chưa hề dám mơ một ngày mình được ai yêu thương thiệt lòng, đau lòng đến những đám cưới người mình yêu, chấm dứt mối tình đơn phương 6 năm. Tôi khép lại lòng mình và không dám tin trên đời này có sự ngoại lệ. Thế nhưng anh xuất hiện, anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Ban đầu chỉ là ai nhắn tin mình lịch sự trả lời với tư cách chị em. Thế rồi anh hẹn gặp, tôi thì nghĩ ai muốn thì cứ cho gặp. Sau buổi gặp đó anh tấn công tôi. Giữa chúng tôi cũng nhận ra là cả hai đều có trách nhiệm với gia đình. Anh là con trai út, còn cha già phải chăm sóc. Tôi là có một người cha bị xơ gan, mẹ thì lại bị tai nạn đi lại khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cho nhau cơ hội để có người sẽ chia những bộn bề buồn vui trong cuộc sống. Anh đối với tôi thì nhẹ nhàng, ấm áp, quan tâm, lo lắng và nghĩ cho tôi nhiều. Cuộc tình của tôi và anh trôi qua rất đầy tình cảm và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ anh làm tôi phiền hà bất cứ điều gì. Tôi nghĩ tôi đã tìm được người gọi là ngoại lệ, người chưa bao giờ chê trách, người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu. Cũng thật tình cờ anh lại là cậu của học sinh tôi chủ nhiệm, bạn này là cô giáo, nên chị của anh ấy là phụ huynh của học sinh tôi cũng ủng hộ rất là nhiệt tình. Thế nhưng đúng là tình đẹp chẳng thể bền lâu. Anh mong lắm ngày hai đứa nên vợ nên chồng, còn tôi thì mang hội chứng sợ có chồng, bởi xung quanh có quá nhiều tấm gương vỡ, gây áp lực lớn từ việc kết hôn, tâm lý sợ hãi hôn nhân và lý do cả hai không ai có thể để ba mẹ mình một mình. Nên tôi chọn cách chia tay để anh có thể thực hiện được ước nguyện gia đình. Chúng tôi chia tay nhau trong đau đớn, bởi không ai gây ra lỗi cho ai. Cứ ngỡ như thế sẽ tốt, nên anh đã bị tôi làm cho đau khổ tuyệt vọng. Hậu chia tay, ba anh nằm viện liên tục vì tuổi già sức yếu.
Không bao lâu, anh trai của ảnh bị sét đánh tử vong. Bao nhiêu đau đớn khổ sầu trách nhiệm gia đình đổ hết lên người anh. Tôi dây dứt muốn hàn gắn lại, muốn bên anh san sẻ những đau thương, nhưng sợ bị gây áp lực hôn nhân rồi lại bỏ rơi anh lần nữa. Vì thế tôi tàn nhẫn lắm, làm sao đây để có thể vẹn cả đôi đường. Thương cảm ơn chương trình đã đọc thư tôi. Em thấy giống như là một vở kịch ý. Và theo chị, ở góc nhìn của một người biên kịch, một diễn viên chính rất giỏi cả chính kịch và cả hài kịch, chị thấy những cái điểm buồn cười và những đau lòng là những điểm nào? Trời, dám nói về buồn cười của một cái số phận của ai đó hả? Chắc không dám nói buồn cười đâu, chỉ nói là bạn này giống mình thôi. Bất kể một cô gái mới lớn nào cũng sẽ bị một cái hội chứng tự ti về một cái điều gì đó, chị tin chắc vậy. Dạ. Tại vì những người mà tự ti họ thường không tìm ra được lý do mình tồn tại ở trái đất này để làm gì. Đúng. Họ sinh ra họ nói là ủa tại sao bạn đó có cái chân dài, bạn đó có da đẹp, bạn đó sao mặt xinh, bạn đó sao răng đẹp, ủa sao không nhìn mình. Ai tâm lý cả như cũng vậy, đã từng, cả chị cũng vậy, là đã từng nghĩ là tại sao mình không có được cao như mấy bạn ta. Hồi xưa chị tham gia nhạc kịch á, chị là đứa lùn nhất trong nhóm nhạc kịch. Nhưng em nhớ chị là người thường đứng ở trung tâm sân khấu mà. Đúng rồi. Bởi vì chị biết tìm cái khác của mình để lắp vào. Bây giờ ok, bây giờ chị nói một cái minh chứng thôi. Nếu như mình không có đủ cái ngoại hình xinh đẹp thì mình tập cho mình một cái gì đó nó duyên dáng, hay là một cái gì đó nó xinh đẹp kiểu khác. Có thể là nói cái điều đó nó sáo rỗng với bạn, nhưng mà bạn kể quá nhiều về cái sự tự ti của bạn á, đó lại là một cái điểm buồn cười. Tại vì thật ra nếu như mà bạn biết hài lòng hơn một chút xíu thì chị nghĩ nó không có phải là nó quá bế tắc như vậy đâu. Tại vì thật ra bao cái nào mới đẹp, theo em thì cái mũi như thế nào mới đẹp, theo em là cái miệng như thế nào mới đẹp. Nếu như mà đúng chuẩn thì 10 cô gái giống nhau rồi. Còn cái chuyện mà thật ra bạn, khi mà bạn kể là bạn yêu đơn phương 6 năm sao mà yêu được hay vậy? Tại vì mình đứng nhìn người ta từ xa mà mình nghĩ rằng mình không có xứng á, nên là mình thấy người ta từ xa mình thấy là đã cảm kích lắm rồi. Nhưng mà sao hay vậy, sao có người yêu đơn phương được hay như vậy vậy ta? Có nghĩa là mình cái đó là cái cảm giác gì trời? Bất lực và bất an nữa. Nhưng vẫn yêu. Yêu vì lý do gì? Thường người ta yêu càng yêu hơn là có một sự đáp trả, một sự mà chăm sóc qua lại. Còn cái bạn này bạn yêu rồi bạn nhìn người ta đi vậy thì trong cái đó là gọi là sao, tự luyến hay sao, làm sao? Em nghĩ là cái vấn đề đó nó giống như kiểu là cái bạn nam mà bạn thích đơn phương 6 năm đó và sau đó đám cưới với người khác là bạn đau khổ, đó là cái điều tốt đẹp nhất mà bạn... trong những thứ mà bạn không có. Vậy là nên bạn giữ cái đó. Chị nghĩ là bạn đó bị an toàn, bạn bị tự cô lập với bản thân và cả cảm xúc của bạn luôn. Nghĩa là bạn thích một cái điều gì đó, bạn chưa bao giờ làm một cái điều gì đó mà quá với cái sức của mình. Hay là ví dụ trong 6 năm đó bạn đã từng tỏ tình chưa? Đúng không? Phải có một cái gì đó bạn chưa bao giờ làm được điều đó. Thì chị nghĩ cái đó là một cái điều mà hơi tiếc cho bạn. Em nghĩ là bạn cũng đã từng đặt cho mình một cái giả thuyết là nếu mình bày tỏ tình cảm thì sao? Nhưng cái câu trả lời là bạn sợ hơn cả cảm giác bị từ chối. Sợ bằng cái cảm giác mà người ta lấy vợ không? Sợ hơn chứ, tại vì cái cảm giác mà người ta lấy vợ thì người ta vẫn chưa biết đến cái sự tồn tại và mình cũng chưa biết đến sự từ chối. Chị lại nghĩ là nếu như mà cảm xúc của mình có cái gì thì mình cứ nói. Mình nói ra có thể là người ta sẽ từ chối, nhưng ít ra mình có nói. Dạ. Mình có nói là cái thứ nhất là đã cái nư mình cái đã. Mình không có sáo rỗng về cái chuyện mà trời cảm xúc của tôi tự tôn trọng không có. Mình nói cái đi. Rồi nếu như có ra sao thì thôi chứ sao, tại vì thật ra nói hay không nói thì bạn cũng không có đến được với người ta thì cứ nói thôi. Còn nếu như mà bạn thấy không nói cũng là một cái hay nha. Tại vì nếu như mà không nói thì nó lại là một cái cảm giác mà mình chưa bao giờ có nên mình không có sợ mất. Đúng rồi. Ở đây em thấy là mình đã tìm ra được hai cái điểm nó lớn cấn. Là thứ nhất, bạn không có trân trọng những cái mà bạn vẫn còn đang có. Dạ. Cái thứ hai á là bạn đã chưa có trung thực với tình cảm của mình. Bạn nghĩ đó là giữ cho người ta, nhưng thật ra là bạn chưa bao giờ cho mình cơ hội được nói ra cảm xúc thật. Cái thứ ba nữa mà em thấy trong vấn đề này là cái vấn đề mấu chốt luôn á, là khi mà hạnh phúc thật sự hét vào mặt bạn là bạn xứng đáng. Nhận đi món quà của Thượng Đế nè, những gì bạn mong cầu trước đến giờ mỗi đêm á, nó đã hóa thành một hình hài một người đàn ông rồi, đã hóa thành một câu chuyện có thật rồi. Tất cả mọi người đều yêu quý bạn mà, gia đình người đó ủng hộ mà. Vậy thì bạn lại bước lùi thêm 2 bước nữa, không vì lý do gì hết, chỉ vì một chữ sợ không có tồn tại hữu hình thôi. Thì chị thấy đó có phải là một sự hèn nhát không?
không bằng dũng cảm á chứ. Hèn thì không phải là hèn, tại vì nếu mà nói hèn thì hèn với cái cuộc tình đơn phương rồi. Nhưng mà bạn dũng cảm bởi vì bạn dám làm cái điều mà mình đã từng ao ước nhưng mà mình không thực hiện nữa. Không thực hiện được cái điều mình ao ước cũng là một cái loại dũng cảm, nó ngộ lắm. Tại vì á, bạn thấy được cái sự tan vỡ, bạn thấy như thế này thế nọ, bạn biết được cái sự bế tắc. Tại vì mèo tìm ra được lý do để bạn từ chối. Gia đình bạn không có khá giả, gia đình bạn trai cũng không khá giả. Thì khi mà hai người đến với nhau quá nhiều cái tấn bi kịch đó, thì ai dám cam kết là chúng ta sẽ nắm tay nhau đi qua đau thương để đến với cái vùng an toàn, rồi cuộc sống sẽ dư dả hơn? Có phải là chúng ta lại chia sẻ cho nhau cái những cái đau khổ không? Thật ra ai cũng nói là tình yêu là cái sự kết nối, cái sự chia sẻ cho những đau khổ, những cái buồn, những cái khó khăn. Nhưng mà thật ra người ta yêu nhau vì người ta vui á. Giống như em muốn gặp ai đó vì em thấy cái người đó vui, em muốn đến với ai đó bởi vì em cảm thấy được sự an toàn. Thì ở bên cạnh cái người đó có thể là cô ấy không thấy được cái sự an toàn. Nếu như một lúc nào đó cô ấy thất nghiệp đi, hoặc là cô ấy gia đình gặp một vấn đề gì đó, thì quay trở về nhà anh này cũng có quá nhiều nỗi lo toan. Thì không biết là cô này có thể mở miệng ra nói: anh ơi, anh có thể giúp em không? Sao dám nói? Mình thương người ta nhiều á, mình càng không bao giờ dám nói được những cái khó khăn của mình. Vậy thì hai người đến với nhau nhiều khi nó còn đau khổ hơn. Dạ. Nhưng có cách nào khác không ngoài chia tay? Tại vì á, một mình gồng gánh gia đình bên này, một mình cũng gồng gánh gia đình bên kia, chia bằng cả hai cùng nhau, chia sẻ quỹ thời gian. Thí dụ vợ ở nhà trông bố mẹ già, còn chồng đi làm, thỉnh thoảng mình sẽ đổi vai lại. Chị chứng kiến nhiều á, đó là cái sự bi kịch mà không đến từ hai người, mà nó đến từ cái sự thật của đồng tiền. Mình chia sẻ cái chuyện đó, nghe phân công nó rất là đáng yêu. Người vợ ở nhà lo toan, chồng ở ngoài đi làm, gánh vác nổi không? Và công việc chồng đang làm nó là gì? Cuộc sống nó sẽ trở nên bình thường nếu như mà không có ai bị bệnh hết. Nó không có một cái vấp váp gì. Thì khi mà bạn suy nghĩ đó, cái điều đó nó cũng có thể là sự đau thương. Nhưng mà cái sự đau thương đó bạn chấp nhận, nó vẫn ổn hơn là cái sự dằn vặt và giày xéo nhau. Dạ. Một cái câu chuyện á đã diễn đạt theo cái hướng là rất đau khổ, dằn xé, bế tắc, mệt mỏi, để mà tìm cái hướng giải quyết là cô ấy có nên quay lại với anh ấy hay không, rồi lại chia tay, đi vô cái vòng lặp này. Nhưng khi mà em nghe chị Như nói thì em lại có cảm giác là đúng, mình phải đối mặt với một thực tế nữa, không phải chỉ là vấn đề tâm lý, tình cảm, chuyện của con tim, mà bản thân bạn này đang có những cái dằn vặt lý trí mà bạn cũng không nhận ra luôn. Thật sự đằng sau lưng là đồng tiền rất là lớn. Đúng rồi. Nếu như mà bạn dư giả một chút thì bạn có thể giải thích với mình là thôi thì em nguyện rằng quay trở lại với anh ấy, em sẽ hy sinh một chút để gia đình hai bên được yên ấm, em sẽ là cái bờ vai, chỗ dựa cho anh ấy lúc khó khăn. Nhưng ở đây bạn cũng không cam kết được chuyện đó luôn. Đúng. Nên là càng làm gánh nặng cho nhau thêm. Thế thì không lẽ chúng ta đồng ý rằng là một cái mối tình duyên khó kiếm như vậy, vất vả như vậy để có được, chỉ vì chúng ta không đủ tiền để lo tiếp 5-10 năm sau nữa mà mình trả đám sao? Chị nghĩ là nếu như mà nói là bạn kết thúc như vậy là đúng, bạn quyết định như vậy là đúng, thì nó hơi nhẫn tâm với cảm xúc của cả hai người luôn. Tại vì ai cũng yêu. Nhưng mà nếu như mà có cơ hội, thật ra trên đời nếu như mà đủ duyên á, người ta sẽ tìm được nhau. Chị tin điều đó đó. Có nghĩa là bạn không cần phải cam kết là nếu như mà anh ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn thì anh ấy cũng không có muốn kết hôn đâu. Thì chúng ta đừng có ràng buộc với nhau bằng cái chuyện chúng ta phải kết hôn. Chúng ta yêu nhau như những người bạn, yêu nhau và giúp nhau. Đôi khi cái sức mạnh của cái sự mà hỗ trợ, mà chỗ dựa, nó sẽ giúp cho cái người này phát triển hơn, và bạn gái này cũng phát triển hơn. Và khi đủ đầy hơn một chút xíu, con người ta sẽ nghĩ về hạnh phúc. Thì chị nghĩ là vấn đề của hai người này cần đó là thời gian. Bạn đừng có sợ là bạn đang quá lớn tuổi như cũng chưa có gia đình, thì bạn cứ bình tĩnh thôi, cứ chờ thôi. Đôi khi 3 tháng nó đã thay đổi rồi. Đôi khi con người ta có nhiều cái bước ngoặt mà sáng thức dậy mình thấy nó khác, hoặc là mình sẽ khác thêm mỗi ngày. Thì mỗi ngày những cái khó khăn nó được tháo dỡ từ từ á, thì mình đôi khi mình sẽ được đón nhận một cái điều nó tốt hơn. Chứ còn nếu như mình ngồi á, mình tưởng tượng không, toàn là bi kịch. Cả bản thân mình cũng vậy. Em có bao giờ ngồi không mà em suy nghĩ em thấy em toàn là bi kịch không? Nếu mà thời tiết xấu nữa thì đúng, là càng tiếp tay, hoặc là hôm đó tâm trạng hoặc sức khỏe không tốt thì cái chuyện đó là hiển nhiên. Tất cả mọi thứ suy nghĩ đều dẫn đến tiêu cực là bởi vì sao? Bởi vì nghĩ thôi có thấy đâu.
Nên người ta mới cho mình một đôi mắt để mà mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, để mình tin điều đó và mình phán quyết. Chứ không phải là mình ngồi suy nghĩ, mình tưởng tượng ra cái đó rồi mình sẽ làm. Có ai tưởng tượng và làm được đúng những gì mình tưởng tượng đâu. Nhưng mà tưởng tượng là một cái khả năng, một cái quyền lực của con người để mình tiên liệu trước. Nhưng mà đối với bạn này, bạn này là bị tiêu cực. Thì Như nghĩ là bạn nên đừng nghĩ nhiều quá nữa. Dạ, chị nói đúng ở cái điểm là Trinh nghĩ bạn cũng đã có một cái tiền đề. Từ nhỏ tới bây giờ là mấy chục năm, 30 mấy năm đã luôn luôn sống trong cái sự dằn vặt là cậu là một con vịt xấu xí, cậu không giống những người còn lại. Họ sẽ đương nhiên sẽ được đội vương miện, còn chúng ta luôn sẽ là đợi cái lượt của mình. Thì bạn ấy luôn có cái suy nghĩ đó dằn vặt tới với bản thân, chứ không phải đợi người khác nói. Bạn ấy luôn nói với bản thân rằng là hãy đợi lượt sau đi, vì cậu không phải là cái lượt ưu tiên. Chị nghĩ là nhân cái câu chuyện của bạn này á, chị cũng gặp rất nhiều những người phụ nữ mà họ tự ti á, cái họ bỏ phế bản thân mình. Chị thấy tội nghiệp lắm. Nếu như mà bản thân mình không có được cái ngoại hình xinh đẹp, không có được một cái gì nổi trội, thì mình tạo cho mình một cái mùi hương. Ví dụ nha, chị rất là quan tâm đến những người phụ nữ mà họ sạch sẽ, họ gọn gàng và họ thơm. Đó cũng là một lợi thế. Đó cũng là những thứ mà làm cho mình bản thân mình tự tin hơn rất nhiều. Và bạn có một lợi thế nữa là bạn là giáo viên. Một cái công việc mà Như nghĩ là khi mà ai nghe tới cũng cảm thấy là rất là an toàn, có một cái sự tôn trọng nhất định. Đó là lợi thế của bạn, còn gì nữa? Đấy là một cái chìa khóa về tri thức và bạn cũng có nhiều cánh cửa. Nhưng mà Trinh mong là bạn sẽ lắng nghe trái tim của mình nhiều hơn. Và nếu mà bắt mình phải làm những điều đúng hoặc những điều sai mình không biết chắc, thì hãy làm điều tử tế. Tại vì điều tử tế luôn là điều đúng. Giống như cách mà bạn nói rằng là bạn thấy anh ấy bị suy sụp. Gia đình của anh ấy, bố đang lâm bệnh nặng, anh trai vừa mất. Và bạn ngại không dám tới gần người ta vì sợ sẽ gây ra tổn thương. Theo Trinh, nếu như mà Trinh đã có một người bạn thân chưa nói với người yêu nha, hoặc là người bạn thân cũ, Trinh sẽ luôn mong là bạn ấy trong cái giây phút lựa chọn giữa cái lòng tự tôn, những cơn giận, sự xa cách và cái ưu tiên để xoa dịu tổn thương của mình khi cần nhất, bạn sẽ chọn mình. Dù là bạn thân cũ của mình đã giận nhau, nhưng mà nếu mà nhà Trinh có người thân ra đi hoặc là có chuyện gì mà Trinh suy sụp, nếu bạn ấy xuất hiện thì xem như mình cảm thấy là tất cả mọi điều đều xứng đáng hết. Đó là sự chia sẻ rất xứng đáng, bởi vì ít ra mình cũng có những năm tháng từng thương nhau. Chị rất là ghét cái cảm giác mà mình từng thương nhau rồi mình trở thành người xa lạ. Rồi mình có thể cần nhất không thấy đâu hết. Mình có thể là không có yêu nhau nữa, không tiếp tục cuộc hành trình, ok. Nhưng mình từng thân mà, nên trong giây phút đó mình cũng là người thân của người ta mà. Nên em thật sự rất là cảm kích. Trong nhiều năm trước, khi mà mình ở một cái mùa lễ hội rất là bận rộn, nhưng mà chị Như đã lái một chiếc xe 20 tiếng đồng hồ đi rất là xa đến một cái quận vùng ven để chị dự đám ma của bà nội em. Thì em nghĩ rằng là chúng ta luôn có những cái cách để cho người đó biết là tôi có hiện diện trong đời bạn, mặc dù rất khó khăn để sắp xếp được sự hiện diện này. Mặc dù tôi biết là sau đó tôi với bạn phải đối diện với rất là nhiều thứ khác nhau, lần nào phải quay trở lại hoặc là không quay trở lại, nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. Tôi biết ngay bây giờ bạn cần có một ai đó, và bạn không có ai đó thì tôi sẽ là cái người đó. Nó quan trọng hơn những cái tự tôn, những cái tự ái và những cái quy tắc mà mình đã đặt ra. Nếu mà sống mình quá nguyên tắc là tôi sợ thế này, tôi sợ cái kia, mà hầu hết cái sợ đó đều là lợi cho mình. Tôi sợ tôi tàn nhẫn vì tôi thấy không có tương lai gì hết. Tôi sợ người ta cười đùa tôi. Những thứ bạn sợ dường như là một cái bóng ma rất là lớn nằm ở dưới gầm giường, mà cái thứ mà soi sáng duy nhất là bật công tắc đèn lên. Nên Trinh nghĩ rằng là không phải là khi không mà người ta rất là mê những cái trend biến hình trên TikTok. Ban đầu là không có đẹp, sau đó bùm một cái sau 3 năm. Vịnh hóa thiên nga, anh hối hận chưa nè. Mình cảm thấy rất là thích và rất là cuốn vào những cái trend đó, vì mình tin là bất cứ ai đều có khả năng đẹp. Đúng, chính xác. Không cần tính đến phẫu thuật thẩm mỹ hay gì. Nói chung là những thứ bên ngoài á, có thể là có nhiều cách đi can thiệp, nhưng tâm hồn nó phải được trồng, nuôi trồng. Thì Như nghĩ là bạn hãy dành thời gian để bản thân mình đó, nó tươi mới hơn, nó tha thứ cho bản thân nhiều hơn đi. Thương nó nhiều hơn, thương nó nhiều hơn một chút xíu thì tự nhiên mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Khi mà mình thương bản thân mình được rồi thì tự nhiên mình sẽ đủ sức để thương một ai đó nữa. Dạ, thương bản thân nhiều hơn là câu chúng ta sẽ thường xuyên được nghe, nhưng ít ai có thể cảm thụ nó một cách sâu sắc ở trong thực tế. Điều mà chị Như nói cũng như điều mà Trinh chia sẻ đến tất cả các chị em mà vẫn cảm giác mình không đủ xứng đáng vì là vịt con xấu xí, hãy tin rằng là chúng ta luôn có một hình ảnh, cái tôi lý tưởng ở tương lai. Mà nếu mà muốn thấy cái tôi lý tưởng đó, mình phải trả lời câu hỏi là bạn có thấy hiện tại của mình là tốt nhất chưa? Nếu như mình nói tốt nhất rồi thì xem như cái túi đã đầy và mình không biết làm sao để có thể chất thêm nữa. Còn nếu mình nói là tôi thấy đã tốt rồi, nhưng có một phiên bản tốt hơn, một phiên bản tóc khác, một phiên bản có làn da khác, cái cân nặng khác,
cái mùi hương khác hoặc là cái tri thức khác đang chờ tôi ở phía trước, thì mình mới có cơ hội để làm rộng cái túi và lại tiếp tục bồi đắp cho cái hình ảnh nó thành hiện thực hóa. Cái tôi lý tưởng đang chờ bạn và nó bị níu lại bởi cái nỗi sợ, bởi một cái con chó đen ở dưới gầm giường và luôn gầm gừ bảo rằng là bạn không xứng đáng. Mong rằng bạn sẽ thoát khỏi trạng thái này nhanh. Và sẵn chị đang nhắc về mùi hương thì em cũng có một món quà nho nhỏ dành tặng cho chị Như. Mùi hương. Dạ. Mùi hương ở đây đồng say không? Anh chị nghe nãy giờ là mùi nến màu xanh rất là giống châu em đây. Em giấu đằng sau lưng em một cái hộp rất là dễ thương. Yeah. Đây. Và đây là một cái nến của Basitia có khắc tên chị. Mở ra liền nha. Chị mở đi. Wow, đây. Quá xịn luôn. Cũng là một cái nến mà mình decor chút xíu là sẽ ra được cái hộp quà. Cuộc sống cũng giống vậy đúng không chị? Bỏ thêm chút xíu xảo thuật thôi để cho nó lấp lánh xảo hơn. Đây chị xoay nhẹ vào chị thấy chữ khả nhân. Wow, rồi sao dám xài trời. Thì chị xài đi, chị đốt đi, ốc hết rồi refill lại bình thường. Và Citya London á, cái mùi hương thơm nhẹ nhàng tạo cái cảm giác ấm cúng. Cái việc mà khắc tên mỗi người lên trên cái vật của mình á là một cái dấu mốc khẳng định rằng không phải là của tôi, mà là cái tên của tôi được trân trọng như là chính bản thân mình. Và hy vọng bạn có thể thực hiện thao tác đơn giản là khắc tên của mình hoặc là viết tên mình lên giấy thật trân trọng, hoặc viết thư gửi chính mình. Cảm ơn bạn đã viết thư. Cảm ơn chị Như. Bây giờ sẽ làm một bài hát chị tặng cho tụi em chứ hả? Ok. Ok. Sao anh không nguôi được đi nỗi sầu?
trái tim còn nguyên.